các bạn đang đến với chủ chương trình tư vấn chăm da nhạy cảm chuẩn khoa học. Đây là chủ chương trình nhằm cung cấp những thông tin y tế chính thống, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc chăm sóc da, đặc biệt là da nhạy cảm với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình mang đến những thông tin y tế chính thống, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc chăm sóc da, nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về làn da nhạy cảm vì mụn, triệu chứng cũng như cách chúng ta chăm sóc da mụn hiệu quả. Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Gaderma Việt Nam thực hiện chuỗi chương trình tư vấn chăm da nhạy cảm chuẩn khoa học với chủ đề ngày hôm nay đó là chăm da mụn dịu lành chuẩn khoa học từ chuyên gia thưa quý vị chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên nền tảng fanpage YouTube của bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh và fanpage của Cetaphil Việt Nam quý vị có thể đặt câu hỏi và gửi gắm tất cả những cái thắc mắc của mình trong phần bình luận bên dưới để được bác sĩ giải đáp ngay trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé à, và hôm nay thì ngọc nhi rất là vui khi được mời đến đây một cái sự tham gia đồng hành của một vị bác sĩ và xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ tạ quốc hưng khoa gia liễu thẩm mỹ Gia, bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh xin chào bác sĩ ạ à. à, xin chào ngọc nhi xin chào quý khán giả đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay dạ vâng ạ à. rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình để đồng hành cùng ngọc nhi và quý vị khán giả hy vọng rằng ngày hôm nay quý vị sẽ đặt thật nhiều những câu hỏi để cho bác sĩ hưng có thể trả lời <laughs> vâng ạ à, thưa quý vị sở dĩ chúng ta gọi trị mụn là một cái quá trình bởi vì chúng ta không thể hết muộn chỉ trong một vài ngày đúng không ạ đúng rồi dạ. và thậm chí nhiều quá trình trị mụn mãi mà không có kết quả khả quan dù sử dụng rất nhiều những cái giải pháp thì đến lúc này liệu quý vị có nghĩ đến và có muốn tìm kiếm một cái dưỡng chất nào đó mà có khả năng hỗ trợ và nâng cao hiệu quả cho các các phương pháp trị mụn hay không Let's livestream ngày hôm nay chăm da mụn dịu lành chuẩn khoa học từ chuyên gia chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời và sẽ hé lộ những cái thông tin thú vị về những hợp chất phương pháp nâng cao hiệu quả trị mụn rất có thể bạn chưa biết. Và quý vị khán giả nhớ là hãy chia sẻ livestream này đến với bạn bè của mình và người thân để ai trong chúng ta cũng sẽ nắm được quá trình chăm sóc da mụn phù hợp để tất cả mọi người xung quanh mình đều có làn da đẹp quý vị ha. Và đặc biệt là chương trình cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những phần quà hấp dẫn để dành tặng cho các khán giả trong phần mini game và câu hỏi thì sẽ liên quan đến những nội dung trong livestream nên hãy theo dõi và lắng nghe thật kỹ phần tư vấn và chia sẻ thông tin từ bác sĩ Hưng và hãy tương tác cùng với chương trình quý vị nhé. Và trước khi chúng ta đi vào phần chia sẻ kiến thức thì ngọc nhi cũng xin mời bác sĩ hưng sẽ nhắc lại về đặc điểm da mụn và những cái nguyên nhân nào gây mụn cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn à? Vâng thưa ngọc nhi thì da mụn là một cái tình trạng da kích ứng nó gây ra bởi những cái tuyến bã nhờn bị bí tắc hoặc là nó bị viêm do dầu thừa hoặc là những cái tế bào da chết hoặc là do một cái sự gia tăng cái vùng thể những cái vi khuẩn gây mụn trên da thì có khá là nhiều những cái nguyên nhân gây mụn có thể kể đến như là thứ nhất là cái nội tiết tố không ổn định yeah. thì ví dụ như là những cái giai đoạn tuổi dậy thì hoặc là đến cái giai đoạn tới cái chu kỳ kinh nguyệt thì lúc này cái nồng độ hormone nó sẽ có cái sự biến động nó sẽ gia tăng hoặc là nó thay đổi bất thường yeah. khiến cho những cái tuyến bã nhờn nó sẽ bị phình to lên kích thích sản sinh nhiều cái yếu tố dầu thừa hơn và có thể gây quá tải cái vấn đề những cái năng chứa tại trên cái bề mặt da dạ. yếu tố thứ hai là cho quá trình chúng ta vệ sinh da mặt nó không sạch sẽ hoặc là chúng ta làm dùng quá nhiều những loại mỹ phẩm hoặc là chúng ta sử dụng những loại mỹ phẩm nó không phù hợp có thể gây ra cái tình trạng kích ứng ở da hoặc là cái thói quen sinh hoạt của chúng ta nó gặp những cái vấn đề ví dụ như là chúng ta thường xuyên bị stress nè chúng ta ăn nhiều những cái thức ăn nhiều dầu mỡ cay nóng hoặc là có chứa rất là nhiều cái dạng tinh bột hoặc là nhiều đường và nó sẽ khiến cho cái chỉ số đường huyết cao thì tất cả những cái nguyên nhân trên nó sẽ dẫn đến cái cơ chế cái con đường hình thành mụn chung như sau. Thứ nhất là cái hiện tượng những cái chất dầu, những cái bã nhờn nó sẽ sản sinh bên dưới bề mặt da, à, giúp cho da được à, bảo vệ bình thường nó sẽ giúp cho da được giữ à, ẩm và bảo vệ da khỏi những cái yếu tố môi trường bên ngoài. Yeah. Tuy nhiên khi mà những cái tế bào sản xuất dầu nó gia tăng số lượng, nó sẽ làm cái lượng dầu này được tăng sinh lên quá nhiều, có thể gây ra hiện tượng là tắc tuyến bã nhờn yeah. à, và nó hình thành nên cái cơ chế là hình thành những cái nhân mụn và ngoài ra thì những cái tế bào mà sản xuất những cái cái dầu này nó sẽ kết hợp với những cái tình trạng gọi là gia tăng những cái vi khuẩn nằm bên trong những cái nang lông có thể nó gây ra cái tình trạng gọi là viêm nhiễm và nó sẽ kích thích nó tạo một cái môi trường để mà khiến cho vi khuẩn nó sẽ tăng sinh nhiều hơn, nó ừ. sẽ hình thành những cái mụn viêm nhiều hơn. Và như cứ như vậy nó sẽ hình thành một cái vòng luẩn quẩn và nó gây ra cái tình trạng mụn viêm xuất hiện trên da mặt càng càng nhiều. Ừ. Thì như vậy chúng ta cần phải chú ý là những cái loại da nào mà dễ bị mụn hơn. Như bình thường thì da chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tiếp da có thể kể đến ví dụ như là da bình thường, à, da khô, da dầu và da hỗn hợp thì cái loại da mà dễ bị bụng nhất chúng ta cần phải quan tâm điều trị mụn đó chính là cái loại da dầu bởi cái loại da này là có xu thế xu hướng là nó sẽ sản xuất những cái tuyến bã nhờn nhiều hơn và nó cũng có khả năng gọi là gây bị bít tắc lỗ chân lông nhiều hơn và tuy vậy chúng ta cũng mới cần lưu ý là những loại da khô nó cũng có thể gặp phải cái tình trạng mụn trứng cá do môi ừ. trường hoặc là do cái thói quen chăm sóc da hàng ngày của chúng ta nó không đúng dạ ạ vâng à. khi mà chúng ta bị mụn á thì mọi người thường có xu hướng là muốn hết mụn thật là nhanh và thật ra là không phải ai cũng hiểu về làn da cơ chế của làn da và cách trị mụn đúng thì chúng ta thường là sẽ tìm kiếm những cái thông tin đúng không mình có thể hỏi người thân hoặc đúng là nào. mình sạch trên mạng thì quý vị thử tìm kiếm trên mạng đi sẽ ra rất 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 nhiều những cái cách những cái phương pháp để điều trị mụn nhưng mà không phải phương pháp nào cũng đúng hết và đôi khi nó sẽ làm trầm trọng hơn cái làn da mụn của mình nữa vậy thì nhân đây à, xin mời bác sĩ hưng có thể chia sẻ cho quý vị được biết là cái phương pháp nào để chúng ta có thể chăm sóc cho một cái làn da mụn dịu lành mà chuẩn khoa học à? Thì một cái phương pháp chăm sóc da mụn hiệu quả thật ra rất là đơn giản. Yeah. Thì chúng ta chỉ cần tập trung vào ba cái điểm sau đây. Thứ nhất là chúng ta cần phải bôi và uống thuốc theo đúng đơn hoặc là những cái lời khuyên của những bác sĩ và yeah. chuyên khoa da liễu. Thứ hai là cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cũng cần phải lưu ý và có một cái số thay đổi như sau. Yeah. Thứ nhất là chúng ta sẽ không chạm tay lên da mặt không uống gọi là không gọi là ăn quá nhiều những cái đồ có chất ngọt hoặc là những cái thức ăn làm từ sữa quá nhiều thì những cái thức ăn này nó có thể khiến cho cái tuyến mỡ nhờn của chúng ta nó sẽ tăng tăng hoạt động và có thể gây ra hiện tượng gọi là hình thành những cái nhân mụn yeah. ngoài ra thì cái vấn đề giữ vệ sinh ví dụ như là những vệ sinh về những cái quai uh, đeo nó bỏ hiểm nè yeah. hoặc là những cái vỏ gối chúng ta cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ hơn để làm giảm uh, nguy cơ bị nhiễm trùng từ những yếu tố bên ngoài và yếu tố thứ ba là chúng ta cũng cần phải lưu ý đó là chúng ta cần phải chăm sóc và dưỡng da với một cái chu trình phù hợp thì một cái chu trình dưỡng da phù hợp nó sẽ như thế nào nó sẽ phải đem lại những cái hiệu quả trong cái việc ngăn ngừa mụn và điều trị cái việc bùng phát mụn thì một số thuốc điều trị mụn có thể dẫn đến quá trình khô da ẩn đỏ kích ứng nó sẽ khiến cho một số người giống như là e ngại quá trình điều trị mụn và mặc dù là họ đang trong một cái chu trình điều trị thì tuy nhiên cái việc nếu chúng ta chăm sóc da tốt à, chúng ta dưỡng da với một cái chu trình nó phù hợp yeah. thì nó sẽ làm giúp cho cái da chúng ta sẽ bị sẽ được giảm kích ứng và hạn chế những cái đợt gọi là bùng phát mụn cấp tính bởi vì lúc này da của chúng ta nên được chăm sóc trong một cái điều kiện nó tốt hơn thì có thể ví dụ cái trường hợp này ví dụ như chúng ta sẽ làm sạch da mặt một cách thường xuyên và đúng cách nó sẽ giúp cho lỗ chân lông chúng ta sẽ được sạch thoáng hơn và nó sẽ giảm những cái gọi là tác nhân hình thành nhân mụn mà nó cũng làm giảm cái tình trạng bùng phát mụn hoặc là như việc chúng ta là hay sử dụng gọi là kết hợp retinol trong quá trình điều trị mụn yeah. thì ngoài cái việc là nó có thể làm à, giảm những cái cồi mụn nó có thể ngoài thì nó có thể retinol có thể giúp cho da của chúng ta có thể kích thích sản sinh nhiều collagen hơn, elastin hơn à, nó sẽ giúp cho da mặt của chúng ta có thể săn chắc hơn và nó trở nên gọi là trẻ hóa nhiều hơn. À, ngọc như muốn bác sĩ chia sẻ cụ thể hơn cho quý vị ừ. khán giả được biết một cái chu trình mình chăm sóc da mụn dịu lạnh á nó sẽ gần những cái bước nào ạ à, đối với da mụn thì dù là bất kỳ một cái quy trình chăm sóc da nào thì ừ. nó cũng phải đảm bảo đủ những cái mục tiêu sau đây. Thứ nhất là nó có khả năng là làm sạch những cái bụi bẩn. Thứ hai là nó sẽ phải kiểm soát được cái hiện tượng là tăng tiết bã nhờn cũng như là cái mồ hôi của trên da của chúng ta. Thứ ba là nó sẽ không có chứa những cái thành phần gây bít tắc những lỗ chân lông dẫn đến việc hình thành những cái mụn đầu đen, mụn đầu trắng và nó sẽ không được gây ra những cái tổn thương đối với những cái liên kết protein hoặc là màng lipid của trên da để cho da chúng ta không bị khô và kích ứng thì dù quy trình nào thì chúng ta cũng phải đảm bảo những cái mục tiêu trên và chúng ta có thể tóm tắt à tóm gọn trong năm cái bước cơ bản nhất À, để mà nó đảm bảo những cái mục tiêu trên, thì bước thứ nhất là chúng ta cần phải tẩy trang. thì cái bước này nó nhằm để làm sạch sâu những cái bụi bẩn hoặc là những cái chất nhờn hoặc là những cái chất trang điểm, những cái kem chống nắng mà chúng ta sử dụng hàng ngày có khả năng gây ra cái tình trạng bí tắc lỗ chân lông. Yeah. cái bước thứ hai là chúng ta có thể rửa mặt. À, sau khi tẩy trang thì chúng ta cần phải rửa mặt lại một lần nữa với sự rửa mặt để đảm bảo cái da chúng ta được làm sạch những cái vi khuẩn, những cái bã nhờn, cũng yeah. như là nó có thể sạch những cái lớp nhũ hóa của nước tẩy trang hoặc là những cái mỹ phẩm mà mỹ phẩm trang điểm mà chúng ta sử dụng và những cái người đang bị mụn và trong quá trình điều trị mụn thì chúng ta nên sử dụng những cái loại sản phẩm mà có những cái công thức khoa học dịu lành yeah. và nó sẽ bổ sung những cái chất gọi là kiểm soát bã nhờn cũng như là hỗ trợ trong cái quá trình gọi là điều trị mụn yeah. bước thứ ba là cái bước gọi là rất là quan trọng là chúng ta cần phải dưỡng ẩm thì cái việc sử dụng những cái kem dưỡng ẩm nó sẽ giúp cho làn da chúng ta được cấp ẩm và đây là nó sẽ là một cái bước gọi là cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta điều trị mụn thì nếu như da khô mà không đủ ẩm thì cái làn da này rất là dễ bị kích ứng và các sản phẩm dưỡng thấm trên da nó có thể bổ sung những cái dưỡng chất cho cái làn da mụn và nó sẽ hỗ trợ cho làn da chúng ta có thể kháng khuẩn nè, kháng viêm nè và nó tăng cường cái sức khỏe của hàng rào bảo vệ da và nó sẽ giúp cho cái làn da chúng ta nó sẽ và là có thể có tăng cái sức đề kháng tốt hơn. Bước thứ tư là chúng ta sẽ phải bôi những cái thuốc điều trị mụn. Thì đây là cái bước gọi là tùy theo những cái vấn đề trên da mặt cũng như tùy theo những cái chỉ định của bác sĩ mà chúng ta sẽ phải lưu ý những cái thuốc hoặc là những cái sản phẩm kèm theo bước thứ năm là cái bước là chúng ta không được quên đó là cái bước chống nắng vào buổi sáng thì chúng ta cần biết rằng là khi mà chúng ta bị mụn đặc biệt là mụn viêm thì lúc này làn da của chúng ta nó cực kỳ nhạy cảm nó rất là dễ xuất hiện cái tình trạng là tăng sắc tố sâu viêm và làn da lúc này nó sẽ dễ bị tác động bởi nắng mặt trời do đó cái việc chúng ta cần phải chống nắng khi chúng ta đi ra ngoài nắng là một cái yếu tố rất quan trọng tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý là đối với những cái làn da mà hiện tượng viêm nó rất là nhiều thì chúng ta hạn chế cái việc chúng ta bôi trong chống nắng rồi là quá nhiều nó cũng có thể là một yếu tố gây bí tắc cái làn da mụn đó và do đó chúng ta sẽ sử dụng khẩu trang trong cái giai đoạn đầu và sau khi cái làn da chúng ta nó bớt viêm rồi thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu quay lại sử dụng những cái kem chống nắng thì trong cái chu trình mà tôi kể trên thì những cái bước từ một hai ba năm thì nó có khả năng làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu quả điều trị của cái bước 4 là cái bước gọi là bôi những cái thuốc điều trị ngoài ra à. thì uh, chúng ta cái việc bôi thuốc đặc trị có thể diễn ra trước hoặc là sau những cái bước dưỡng ẩm tùy theo những cái hướng dẫn từ những sản phẩm hoặc là những cái chỉ định của bác sĩ đưa ra dạ vâng ạ à. đó chính là một cái chu trình chuẩn khoa học để chúng ta có thể chăm cho cái làn da mụn dịu lành ha à, tuy nhiên thì ngọc nhi muốn bác sĩ chia sẻ rõ hơn về cái việc là các cái bước hồi nãy bác sĩ nói á, như là chúng ta tẩy trang chúng ta rửa mặt và chúng ta dưỡng ẩm thì làm sao để nó vẫn mang hiệu quả trị mụn nữa thì đây cũng chính là một vấn đề mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trong chương trình ngày hôm nay à, sẵn thì bác sĩ hưng hãy chia sẻ cho quý vị ừ. được biết một vài cái hợp chất nào trị mụn hiệu quả mà có thể là các bạn khán giả chưa biết đến và chưa nghe đến ạ. À? Thì cái trong quá trình điều trị mụn thì chúng ta cần phải chú ý đến đến những cái hợp chất có khả năng điều trị mụn. Thì một vài hợp chất điều trị mụn rất là hiệu quả mà tôi sẽ kể đến. Yeah. Ví dụ như là hợp chất là zinc conce sulfate hoặc là benzin Benzoate hoặc là Dipostasium glyceriza. Thì à, cụ thể hơn thì là những cái hợp chất này ví dụ như là zinc sulfat sulfate. Đây yeah. là một chất có khả năng làm sạch bề mặt da mà không gây tổn thương cho cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta hợp chất thứ hai là benzin benzoat thì đây là một những cái hợp chất có khả năng giúp cho da chúng ta được sát khuẩn nó sẽ làm giảm những cái quần thể vi khuẩn có hại trên da yeah. còn cái hợp chất mà dipotassium glycyrrhizate nó sẽ giúp nuôi dưỡng kháng viêm và làm dịu về làn da của chúng ta thì tổng kết lại thì mỗi hợp chất nó sẽ có một và là giúp ích cho một cái bước để mà chúng ta điều trị quá trình điều trị mụn của chúng ta tuy nhiên có một cái đặc điểm chung khá phổ biến và được những cái giới bác sĩ hoặc là y khoa công nhận về hiệu quả điều trị nó sẽ giúp cho phục vụ cái quá trình là giúp da chúng ta được sạch khỏe và nó có khả năng giúp điều trị mụn của chúng ta được dứt điểm và cũng theo những cái tiêu chí trên là chúng ta sẽ giới thiệu thêm những cái hợp chất tốt hơn cho làn da của chúng ta trong quá trình điều trị mụn và đặc biệt là cái tính lành tính của nó nó sẽ không được là phản ứng à, lẫn nhau à, gây hại cho làn da thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các quý vị khán giả xem đài về hai hợp chất đó là kẽm gluconat và ceramide. Yeah. thì đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu về cái hợp chất gọi là kẽm gluconat. Ừ. đây là một trong những cái thành phần hỗ trợ điều trị da mụn nó rất là quan trọng. thì kẽm gluconat nó là cái một cái thành phần của muối kẽm gọi là của axit gluconic. thì đây ừ. là một cái thành phần rất là cần thiết cho những cái hoạt động của cơ thể. nó sẽ giúp cho những cái phản ứng enzyme trong cơ thể nè, tăng cường những chức năng miễn dịch tổng hợp protein và tổng hợp những cái DNA và những cái yếu tố này nó sẽ giúp làm lành vết thương tốt hơn, dạ. những vết thương nó sẽ được tăng trưởng và phát triển và ngoài ra kẽm nó còn giúp tăng cường cái sự hấp thu tại chỗ những cái thuốc khác khi chúng ta sử dụng kèm theo và như vậy chúng ta có thể xem rằng kẽm nó được xem như là một cái chất xúc tác trong tất cả những cái phản ứng điều trị mụn của chúng ta dạ. thì có thể tôi sẽ phân tích cho các vị khán giả nghe về cụ thể hơn về những cái tác dụng của kẽm gluconat cái tác dụng đầu tiên là kẽm gluconat nó sẽ tạo cái điều kiện gọi là hấp thu vào trong da thì uh, đây là một cái yếu tố nguyên nguyên tố một cái yếu tố vi lượng gọi là thiết yếu bên trong cơ thể bởi vì chỉ một cái lượng kẽm rất là nhỏ yeah. nó sẽ đóng đủ gần như nó sẽ thực hiện rất là nhiều những cái phản ứng bên trong da ví dụ như là nó có thể uh, giúp gọi là tăng cường cái hệ thống vận chuyển này yeah. giúp tăng cường những cái, cái phản ứng thủy phân đồng hóa cũng như là những cái xúc tác phản ứng gắn kết những cái chuỗi DNA. Ừ. Ngoài ra thì nó cũng có khả năng là, là xúc tác những cái phản ứng sinh năng lượng khác. thì nhờ vậy kẽm hoặc là muối kẽm nó có khả năng là tăng cường cái sự hấp thu của những cái thuốc khi mà chúng ta sử dụng kèm theo hoặc là những cái sản phẩm hỗ trợ điều trị kèm theo khi chúng ta điều trị mụn. Yeah. yếu tố thứ hai là kẽm gluconat có khả năng là kháng khuẩn. bởi vì một số nghiên cứu cho thấy kẽm đóng vai trò như là một cái ion xúc tác này, yeah. một cái cấu trúc và nó điều hòa những cái enzyme, những cái protein cũng như là những yếu tố phiên mã việc mà chúng ta bổ sung kẽm nó sẽ giúp tăng cường cái phản ứng miễn dịch và nhờ đó nó khả năng làm giảm những cái tỷ lệ nhiễm trùng và ngoài ra thì cái ion kẽm nó cũng làm hạn chế gọi là tăng kháng những cái tình trạng gọi là kháng thuốc đối với một số cái bệnh lý nhiễm trùng còn nữa ngoài ra yếu tố thứ ba cái khả năng thứ ba của kẽm gluconat là khả năng kháng viêm thì kẽm nó có tác dụng gọi là chống viêm bằng cách là nó ức chế một số những cái protein hoặc là những cái phân tử tín hiệu quan trọng trong cái phản ứng viêm, những cái phản ứng miễn dịch và do đó nó có khả năng gọi là làm giảm đi những cái phản ứng gọi là gây hại yeah. do cái tình trạng viêm quá mức của những cái bệnh nhân mà họ bị cái tình trạng gọi là một viêm nó tiến triển rất là nặng nề. yếu tố thứ tư là nó sẽ làm hạn chế những cái tình trạng mụn hoặc là những cái tình trạng mụn viêm, những tình trạng sưng mụn. Dạ, thì cái phản ứng này là nhờ những khả năng kháng khuẩn, kháng viêm như tôi vừa nói ở trên Thì kẽm nó có khả năng giúp cho da chúng ta được hạn chế mụn và những cái tình trạng mà mụn sưng viêm trên da mặt của chúng ta thì có thể hiểu nôm na là kẽm nó sẽ đi vào những cái ổ vi khuẩn bên trong những cái còi mụn nó sẽ làm yếu hoặc là tiêu diệt những cái công vi khuẩn này và nó giờ làm dọn sạch những cái bụi bẩn bên trong những cái lỗ chân lông và khi những cái yếu tố gọi là gây mụn nó đã được giải quyết thì mụn nó sẽ gọi là dùng từ dân gian là sẽ nó mau chóng gom còi hơn và ít lây lan sang những cái vùng da những cái lỗ nang lông kế bức kế cận và từ những cái dẫn chứng trên chúng ta có thể hiểu được là tại sao những cái thuốc có chứa kẽm hoặc là những cái muối kẽm như là kẽm gluconat nó thường hay xuất hiện trong những cái đơn thuốc điều trị mụn của những bác sĩ da liễu. Dạ đúng rồi. À, thưa quý vị và đó là chương trình ngày hôm nay thì chúng ta vừa nghe bác sĩ chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin, những cái kiến thức y khoa Và có lẽ rằng nó khá là mới mẻ với chúng ta đúng không ạ? Cho nên Ngọc Nhi tin chắc là ngay bây giờ quý vị khán giả cũng đang có rất nhiều những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến công dụng của kẽm gluconat. Thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của quý vị ha. À, chúng tôi cũng đã thấy rất nhiều câu hỏi được đặt từ sớm đây ạ. À. Và để Ngọc Nhi lựa chọn câu hỏi nào sớm nhất nhờ bác sĩ Hương giải đáp đây. À, câu hỏi của bạn Phương Dung, bạn hỏi là Bác sĩ cho con hỏi có thể bổ sung kẽm gluconat này bằng cách nào? Dạ con luôn ấy ạ. <laughs> thì um, cái kẽm gluconat là một cái thành phần rất được hay sử dụng trong những cái toa thuốc điều trị mụn. Thì dạ. kẽm gluconat chúng ta có thể bổ sung bằng đường uống nè, với dị tình với dưới dạng là những viên thuốc. Hoặc cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng với những cái sản phẩm ví dụ như là kem dưỡng ẩm hoặc là những sữa rửa mặt có chứa cái yeah. thành phần kẽm gluconat tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý là thành phần kẽm gluconat nó cũng là một những cái phân tử khá là lớn do đó thì nó sẽ cần phải có những cái công nghệ đặc biệt để yeah. có thể phân tách những cái phân tử này thành những cái dạng có khả năng gọi là hấp thu vào bên trong da yeah. nếu như chúng ta sử dụng bằng cái đường ngoài da dạ vâng ạ chắc là phương dung là bạn chắc cũng mới vậy thì và gặp cái tình trạng mụn thôi cho nên là cũng quan tâm làn da mình khá sớm nên là một cái điều rất là tốt các bạn ha à. cảm ơn câu hỏi của phương dung chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo À, câu hỏi của bạn việt phương bạn hỏi là bác sĩ ơi khoảng bao lâu thì có thể nhìn thấy tác dụng và sự cải thiện trên làn da nhờ kẽm gluconat à thì giống uh, như lúc nãy mình đã có trình bày ừ. thì glucon kẽm gluconat nó là một cái thành phần đóng vai trò rất nhiều trong những cái chu trình điều trị mụn trong đó có một cái vai trò là nó sẽ giúp uh, cải thiện lành thương khá là tốt do đó khi việc chúng ta sử dụng kẽm gluconat thì nó sẽ giúp cho cái làn da chúng ta được gọi là gần như là được khắc phục những cái tình trạng viêm của của quá trình mụn nó gây ra và dạ. những cái vết thương nó sẽ được nhanh chóng cải thiện và cái thời gian thông thường nếu như chúng ta sẽ chăm sóc da tốt à, chúng ta à, hạn chế những cái tình trạng đưa thêm những cái vi khuẩn vào bên trong da ừ. cũng như là chúng ta cải thiện cái lối sống cái môi trường tốt cho làn da thì thông thường khoảng sau 2 tuần là chúng ta đã thấy được cái hiệu quả của cái việc chúng ta điều dùng kem nát để điều trị mụn. Dạ vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của Việt Phương nhé. À mình đến với một câu hỏi nữa đi cũng về kẽm gluconat câu hỏi này là của bạn xuân mai bạn hỏi là bây giờ có thể bổ sung kẽm gluconat vào skin care thay cho thuốc được không bởi vì em thấy là loại bôi nó dễ dùng hơn là uống thì chúng ta cần lưu ý như sau cái việc đồng ý là việc chúng ta sử dụng kẽm gluconat À, ngoài da nó sẽ rất là tiện hơn là cái việc chúng ta phải uống thuốc mỗi ngày yeah. tuy nhiên cái việc à, câu trả lời này nó lại phụ thuộc vô cái vấn đề da của bạn như thế nào yeah. ví dụ như da của chúng ta đang bị một cái tình trạng viêm rất là nặng nề thì à, tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn nên kết hợp thêm với cái tình trạng những cái thuốc uống kèm theo cho đến yeah. khi nào mà cái da nó cải thiện gọi là gần như cái da chúng ta đã được gọi là giảm viêm rất là đáng kể rồi nó tăng gọi là quá trình lành thương chúng ta đến một cái mức độ nhất định thì lúc này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kẽm gluconat ở mức độ gọi là chăm sóc ngoài da và dạ. tăng cái hiệu quả điều trị cho gọi là duy trì cái kết quả điều trị lâu dài. Dạ vâng ạ. À. À, một câu hỏi cũng về kem gluconat cũng như thấy là bạn cũng vừa đặt ra trong cái đoạn mà lúc nãy bác sĩ chia sẻ thì ở đây bạn Kim Yến bạn nói là có chất nào mà không dùng chung với kem gluconat hay không thưa bác sĩ mình cần lưu ý gì ạ? thì kẽm gluconat nó nếu mà chúng ta dùng đường uống thì chúng ta cũng cần phải lưu ý như sau yeah. thì thứ nhất đó là kẽm nó có khả năng gọi là phản ứng với những cái chất dinh dưỡng trong cái bữa ăn của chúng ta do đó thì chúng ta sẽ dùng kẽm gluconat vào cái khoảng thời gian gọi là trước bữa ăn khoảng một tiếng hoặc là sau bữa ăn khoảng 2 tới ba tiếng cái thứ, thứ hai là kẽm gluconat nó có khả năng phản ứng với những cái thuốc khác ví dụ như là những cái loại kháng sinh nè ừ. những cái nhóm kháng sinh nhóm cyclin yeah. thì do đó việc chúng ta sử dụng chung với những cái thuốc mà có chứa những cái thành phần và đặc biệt là những cái thuốc kháng sinh thì chúng ta nên tách ra yeah. ví dụ như là dùng kháng sinh buổi sáng thì chúng ta sẽ dùng à, những cái kẽm gloconat vào, vào buổi trưa thì nó sẽ giúp ích cho cái hiệu quả điều trị của chúng ta nó sẽ đảm bảo hơn cũng như nó sẽ cân bằng cái hiệu quả của kẽm cũng như là những loại kháng sinh khác nhau dạ vâng ạ và thêm một khi mà quý vị chúng ta vẫn đang dùng nhiều cái loại thuốc khác nhau thì chúng ta cũng nên đến gặp các bác sĩ chuyên khoa như thế này Đúng rồi. để mình được tư vấn cụ thể hơn quý vị ha À, một câu hỏi nữa về kẽm gluconat thì à. À, Mỹ Hằng có hỏi là con em 13 tuổi nhưng mà bị mụn trứng cá khá là nặng thì liệu kẽm gluconat có phù hợp để trị mụn cho cháu hay không và nên dùng sản phẩm trị mụn nào à? Thì cái thành phần kẽm gluconat này nó rất là lành tính dạ. và do nó gần như nó không có những cái chống chỉ định nào cho cái việc là chúng ta sử dụng cho cái độ tuổi gọi là trẻ em hoặc là người lớn do đó câu trả lời là có phù hợp hay không là rất là phù hợp yeah. và ngoài ra thì chúng ta uh, lưu ý rằng là đối với độ tuổi 13 tuổi thì lúc này là cái làn da của nó của đứa bé nó rất là mỏng manh nó vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn đâu do đó chúng ta cần phải sử dụng những cái loại sản phẩm hỗ trợ điều trị mụn nó phải là những cái sản phẩm có nghiên cứu y khoa dành yeah. cho da nhạy cảm và có thể dành được dành có thể dùng được cho những cái làn da trẻ em yeah. à, từ 7 tuổi trở lên Dạ, vâng ạ. À. Thưa quý vị, như vậy là phần 1 chương trình chúng ta đã lắng nghe những cái thông tin y khoa từ bác sĩ Hưng chia sẻ và cũng có những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến kẽm gluconat thì mình cũng đã hiểu hơn về cách chúng ta bổ sung kẽm gluconat sao cho đúng nè và chúng ta sử dụng như thế nào an toàn hiệu quả. Thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thông tin tiếp theo về một dưỡng chất vô cùng quan trọng trong phần 2 này quý vị nhé. À, trong quá trình điều trị mụn thì dưỡng chất nào là quan trọng? Thì tấn công mụn cũng không được quên là phòng thủ mụn. Quý vị hãy nhớ điều này nha. Bằng việc chúng ta sẽ củng cố cái hàng rào bảo vệ da. Da thì cần được duy trì sự khỏe mạnh để có thể là vừa đối đầu với mụn và vừa không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc trị mụn. Thì ngay bây giờ xin mời bác sĩ Hân sẽ tiếp tục giới thiệu về hợp chất tiếp theo đi ạ. Thì như lúc nãy tôi có nói, thì cái chất thứ hai mà sẽ được giới thiệu trong ngày chương trình ngày hôm nay đó chính là ceramide. Yeah. thì đây là một những cái chất có khả năng là, là nâng cao sức khỏe của làn da khi chúng ta dùng chung với những cái thuốc điều trị mụn. thì trước khi chúng ta đi sâu vào cái công dụng của cái ceramide thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu bao quát hơn về một cái vị trí của ceramide. thì vị trí của ceramide nó sẽ nằm ở cái hàng rào bảo vệ da. thì hàng rào bảo vệ da thì nó sẽ nằm ở cái lớp trên cùng của làn da của chúng ta yeah. hay còn gọi là lớp lớp sừng á. thì cái vai trò của hàng rào bảo vệ da nó sẽ đóng vai trò là thứ nhất nó sẽ gắn kết những cái tế bào sừng với nhau, thì nó gọi là cái gọi là nó sẽ hình thành nên một yếu tố gọi là sức đề kháng cơ học. yếu tố thứ hai là nó sẽ chứa những cái thành phần gọi là NMF, gọi là Natural Moisturizing Factors có nghĩa là những cái chất dưỡng ẩm tự nhiên và để nó duy trì cái độ ẩm, những cái nước trong da của chúng ta. Ừ. yếu tố thứ ba là những cái sợi lipid liên bào thì những cái sợi này nó sẽ có tác dụng là nó sẽ bảo vệ chống lại cái sự mất nước hoặc là từ bên trong da ra bên ngoài môi trường thì cái những cái sợi lipid này nó sẽ chứa những cái thành phần trong đó 50% là ceramide, 25% là cholesterol và 15% là những cái loại axit béo không bão hòa và ngoài ra là 10% là những cái loại chất béo khác thì cái vai trò của hàng rào bảo vệ da thì chúng ta có thể tóm tắt như sau nó là một yếu tố ngăn ngừa những cái tổn thương từ bên ngoài À, xâm nhập vào bên trong làn da của chúng ta và ra nó sẽ đóng vai trò là nó sẽ duy trì cái lượng dinh dưỡng từ bên trong chống yeah. bị thất thoát ra bên ngoài da để nó làm giảm bớt những cái sự ảnh hưởng từ những tác nhân gây mụn và kích ứng gây ra làm da của chúng ta bị yếu đi vì cái quá trình uh, mụn trứng cá gây ra yeah. thì quay lại về cái nhân vật chính của cái phần này đó chính là ceramide thì chất này nó sẽ chiếm một cái phần trăm rất là lớn trong cái phần là cái thành phần là những cái sợi lipid liên bào Và đây là cái thành phần nó sẽ chuyên chống lại những tác nhân gây kích ứng và gây mụn cho làn da của chúng ta. Vì thế nếu chúng ta kích thích sản sinh ceramide thì nó có thể củng cố hàng rào bảo vệ da. Và nhờ đó nó sẽ không chỉ giúp da của chúng ta có thể chống chọi lại những cái vi khuẩn, những cái bụi bẩn, gây kích ứng, gây mụn mà nó còn có đóng vai trò là một với những cái chất điều trị mụn. Và làn da của chúng ta nó sẽ được khỏe hơn, nó sẽ được gọi là giảm tình trạng mụn viêm mà nó cũng sẽ phục hồi nhanh hơn sau khi chúng ta bị mụn. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng là ceramide nó còn là một loại axit béo hay gọi là lipid nó sẽ đóng vai trò là chiếm 50% cái lipid cái thành phần lipid bên trong da để nó hình thành một cái hàng rào bảo vệ da tự nhiên, giúp giữ ẩm và ngăn chặn những yếu tố gây hại đến làn da. Ngoài ra cũng giống như là nó sẽ làm giảm những cái hiệu quả của những cái thuốc điều trị mụn. Thì chúng ta biết rằng là sẽ có khoảng 15 loại ceramide được tổng hợp từ cái lớp sừng của làn da chúng ta. Thì phổ biến chúng ta sẽ chia từ cái số từ 1 đến 12 ví dụ như ceramide 1, ceramide 2 và ceramide 12. Ngoài ra thì có một số chất khác ví dụ như là phytosphingosine hoặc là cái sphingosine đó là yeah. những cái thành phần gọi là trong cái thành phần phân nhóm 15 loại ceramide thường gặp. Ngoài ra thì cơ chế của hoạt động của ceramide là nó sẽ bắt trước sự hoạt động của những cái chất béo có trong da và nhanh chóng nó sẽ được hấp thụ vào bên trong da và ừ. nó đóng vai trò là một cái vết giống như là một cái lớp vữa yeah. nó sẽ đóng vai trò là lấp đầy những cái khoảng trống của những cái viên gạch những cái tế bào da của chúng ta thì vì vậy ceramide được xem như một cái hợp chất rất là phù hợp trong quá trình điều trị mụn cũng như là phục hồi da sau mụn yeah. thì cụ thể chúng ta có thể tóm tắt lại như sau vai trò của ceramide trong vấn đề điều trị mụn thứ nhất vai trò đầu tiên nó sẽ củng cố hàng rào bảo vệ da và nó nâng cao cái độ ẩm thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng nhằm đảm bảo cái hiệu quả khi chúng ta điều trị mụn bởi vì thứ nhất là da khô nó sẽ là không đủ ẩm nó sẽ khiến cho cái tình trạng mụn của chúng ta nó rất là dai dẳng như ngọc như nói lúc đầu chương trình là tại sao chúng ta điều trị mụn hoài mà nó nó không hết được ha, thì nó, thứ nhất là nó sẽ giúp cho làn da chúng ta nó sẽ được là, là tăng cường cái khả năng hồi phục Yếu thứ thứ hai là cái tình trạng da dầu những cái người mà đang bị mụn là da dầu khi nó bị thiếu ẩm nó sẽ hay một yếu tố sinh tồn của cơ thể thì nó sẽ tăng tiết dầu nhiều hơn và yếu tố này là một yếu tố gọi là gây bích tắc lỗ chân lông mà có thể dẫn đến cái tình trạng da mụn. Ừ. yếu tố thứ hai, vai trò thứ hai của ceramide là nó sẽ làm giảm những cái tổn thương da sau mụn và đóng vai trò là nó sẽ lấp đầy những cái sẹo mụn. thì như trình bày ở trên đó thì cái cơ chế hoạt động của ceramide thì nó có khả năng là làm giảm những cái tổn thương da, làm giảm những cái phản ứng viêm. Do đó nó cũng sẽ làm giảm khả năng sát xuất mà cái tình trạng mụn gây ra cái tình trạng sẹo rỗ cho làn da của chúng ta. Yeah. Thứ yếu tố nữa là sau khi được hấp thụ vào da, thì ceramide nó có khả năng là bắt trước những cái chất béo bên trong da, giống như cái lớp liên kết nội bào á, nó sẽ liên kết những cái tế bào ở trên bề mặt da, những cái lớp mà bị đứt gãy do cái quá trình mụn trứng cá gây ra hoặc là những cái quá trình gọi là chúng ta điều trị mụn trứng cá sai cách gây ra, ví dụ như là chúng ta nặng mụn chẳng hạn thì về vậy hoạt chất này nó cũng có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành những cái loại sẹo dạ. gây ra do cái quá trình mụn trứng cá. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị đến đây thì ngọc nhi có thêm một cái thắc mắc nữa là tại khoa da liễu thẩm mỹ da của bệnh viện đại học y dược tp hcm thì các chị em khi mà chúng ta có làn da mụn mà chúng ta đến đây thì sẽ được thăm khám và hướng dẫn chăm sóc như thế nào ạ? À? Thì thứ nhất là khi chúng ta có giống như một cái tình trạng da mụn đến khoa ừ. da liễu thẩm mỹ da thì việc đầu tiên là chúng tôi sẽ phải xác định được là cái độ nặng của cái tình trạng da của của bạn như thế nào ví dụ như là với những cái tình trạng da nhẹ nhàng à, không có những vấn đề gọi là mụn viêm quá gọi là phức tạp thì chúng ta sẽ tư vấn cái vấn đề tư vấn để cho chúng ta chăm sóc da yeah. một cách đúng cách hơn cũng như là tư vấn những cái vấn đề mà liên quan đến cái muối cái mối gọi là mối môi trường hoặc là những cái cách chăm sóc da của chúng ta yeah. còn đối với việc tình trạng da chúng ta gọi là bị những cái tình trạng rất là nặng nề thì lúc này ngoài cái việc gọi là tư vấn cái việc chăm sóc da à, tư vấn về cái, cái chế độ ăn uống thì chúng ta cũng cần phải điều trị một cách thực tế bằng một việc là chúng ta sẽ kê những cái toa thuốc để giúp yeah. gọi là giảm bớt thật là nhanh những cái quần thể vi khuẩn mụn trên làn da yeah. cũng như là giảm những cái quá trình viêm À, cũng như là chúng ta có khi cần thiết chúng ta sẽ cho bệnh nhân soi da để kiểm soát một cách là chính xác hơn quá trình viêm, quá trình tăng sắc tố cũng như là những cái quần thể vi khuẩn đang có trên làn da dạ vâng ạ xin được cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ tạ quốc hưng ạ à. và qua những chia sẻ này thì chúng ta cũng thấy một điều rằng là uh, Ceramide thực sự là một cái thành phần chăm sóc da dịu lành đang rất được ưa chuộng đúng không ạ vì thấy ngọc nhi nhận thấy là có một vài câu hỏi nãy giờ cũng hỏi về cái cách sử dụng và bổ sung Ceramide cũng được quý vị đã hỏi rất là nhiều trong cái livestream này nên là ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung này song song với phần hỏi đáp luôn quý vị ha như sẽ lựa chọn những câu hỏi để gửi đến cho bác sĩ Hưng. À, ở đây như thấy có câu hỏi của bạn Thanh Lam, bạn hỏi là bây giờ da em bị mụn thì có nên dùng ít kem dưỡng hơn để cho da nó thoáng hơn không ạ? Thì à, tùy thuộc vô cái lượng kem dưỡng cũng như cái mục đích kem dưỡng mà bạn đang sử dụng. Dạ. Ví dụ như nếu chúng ta dưỡng một ngày quá nhiều những cái thành phần thì đôi khi nó cũng là một yếu tố làm cho da em ta nó bị bồi thực ừ. những cái cái dưỡng chất. Tuy nhiên thì à, trong những cái loại kem dưỡng đó chúng ta có thể giảm bớt tuy nhiên thì cái loại dưỡng ẩm thì chúng ta không nên giảm yeah. bởi vì như lúc nãy chúng ta đã có trình bày trên việc mà chúng ta cắt giảm hoàn toàn những cái kem dưỡng ẩm những yếu tố dưỡng ẩm trên làn da của chúng ta nó có thể khiến cho cái làn da chúng ta nó bị khô yeah. và nó kích thích cho da của chúng ta tăng cường tăng tiết ra những cái bãi nhờn những cái dầu và yếu tố này là một những cái nguyên nhân hình thành nên mụn trứng cá yeah. và ngoài ra thì cái việc mà chúng ta cắt giảm chúng ta cũng nên hạn chế bớt những cái sản phẩm nó có chứa những cái thành phần có khả năng gây kích ứng cho làn da và đó là một những yếu tố mà chúng ta cần phải cắt giảm đầu tiên khi chúng ta muốn thay đổi cái quá trình là sử dụng những cái kem dưỡng khi chúng ta điều trị mụn. Dạ vâng ạ, à. cảm ơn câu hỏi của bạn ạ. À. À, chúng ta đến với câu hỏi của khán giả Nam Phương ạ. À. chị hỏi là à, mình thấy là ở Việt Nam hơi ít sản phẩm mà bản thành phần có chứa ceramides, nếu không tìm ra thì mình có thể dùng các cách nào để kích thích sản sinh đủ loại ceramides giống như bác sĩ nói à? thì thật ra một trong những cái yếu tố mà ceramide thì chúng ta biết rằng là chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm từ bên ngoài bổ sung vào cho cái làn da chúng ta dạ. thì chúng ta cũng có thể gọi là sử dụng những sản phẩm mà nó kích thích cho cái làn da chúng ta nó có thể tăng sinh ceramide tự bản thân cơ thể chúng ta sẽ tạo ra ceramide ừ. bằng việc là chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm dưỡng ẩm gọi là phù hợp cho làn da thì một cái sản phẩm gọi là dưỡng ẩm nó có khả năng gọi là kích thích da chúng ta tiết ra ceramide thì nó sẽ phải đảm bảo ba yếu tố sau yeah. thứ nhất là nó sẽ phải có khả năng hút ẩm ừ. hút ẩm nghĩa là sẽ có khả năng đưa nước từ bờ môi trường bên ngoài vào bên trong làn da của chúng ta ừ. yếu tố thứ hai là nó sẽ có khả năng khóa ẩm yeah. khóa ẩm đây có nghĩa là nó sẽ năng gọi là nhốt nước bên trong da của chúng ta ngăn cản cái việc nước nó bay hơi ra một môi trường bên ngoài và yếu tố thứ ba là nó có khả năng gọi là làm mềm làn da của chúng ta, làm mềm và nó phục hồi những cái chất nền của cái làn da. thì nếu như chúng ta có một cái sản phẩm nào nó đáp ứng được ba cái yếu tố này yeah. thì lúc này nó sẽ giúp cho cái tế bào sừng, lớp tế bào sừng của chúng ta nó sẽ được nghỉ ngơi, nó sẽ có thời gian để hồi phục, và sau đó nó sẽ có khả năng gọi là tăng trưởng, gọi là tăng sinh lại cái ceramide yeah. để phục hồi lại cái lượng ceramide gọi là tự nhiên do cơ thể tạo ra. Yeah. À như thấy có một câu hỏi này có lẽ cũng là cái sự thắc mắc của nhiều các bạn khán giả khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc da trên thị trường á. Ở đây là bạn Tuyết Trâm bạn hỏi là có phải là tất cả các sản phẩm không có sunfat, paraben hay là xà phòng đều có thể kích thích sản sinh ceramide hay không ạ? À? thì thật ra những cái sản phẩm mà chứa sulfate nè, paraben hoặc là xà phòng thì cái tính nó thuộc về những cái sản phẩm tẩy rửa. Yeah. Và những cái sản phẩm tẩy rửa có chứa những thành phần này đa phần nó sẽ tẩy rửa rất mạnh ừ. và nó sẽ ngoài yếu tố làm sạch những cái hợp chất trên làn da, những cái bụi bẩn ừ. trên làn da thì vô tình chung nó có thể làm sụt giảm những cái lượng ceramide tự nhiên à, vốn có của làn da. Do đó nếu chúng ta không sử dụng những sản phẩm đó thì có thể thì cái lượng ceramide chúng ta nó sẽ không có tăng lên đâu không, dạ. không không có gọi là kích thích tăng trưởng đâu tuy nhiên nó cũng có thể gọi là hạn chế cái việc chúng ta hao hụt những cái ceramide đang có trong làn da của chúng ta dạ vâng ạ À, chúng ta vẫn thấy rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến ceramide có lẽ là quý vị khán giả rất là quan tâm đến cái hợp chất này à, à trong đây thì ngọc nhi thấy có một bạn nam bạn nam nãy giờ hiếm hoi hỏi về da đây bạn đức hùng bạn nói là ceramide bổ sung bằng đồ ăn tốt hơn hay là mình uống hay là mình bôi trên da thì nó sẽ tốt hơn cho da mụn à thì thật ra một cái tình trạng da mụn đó là chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu rằng nó là một cái tình trạng viêm cục bộ tại chỗ dạ. à thì việc chúng ta sử dụng ceramide này thì vẫn khuyến khích là chúng ta sẽ sử dụng ceramide bằng đường là chúng ta sẽ dùng bôi nghe dạ. chúng ta sử dụng trực tiếp trên bề mặt da để bổ sung cấp thiết cho cái làn da của chúng ta và một cách tốt hơn nữa là chúng ta sẽ gọi là sử dụng những cái sản phẩm làm sao mà nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta có thể kích thích tự sản sinh ra những cái ceramide bởi vì thật ra thì một cái ceramide nội sinh từ bên trong cơ thể nó sẽ có những cái điểm gọi là Nổi bật tốt hơn so với những cái lượng ceramide gọi là được điều chế từ môi trường bên ngoài. Dạ. À, chúng ta thêm một câu hỏi nữa cho quý vị rồi chúng ta sẽ cùng đến với mini game tặng quà cho quý vị câu hỏi này dành cho bạn Vy An đi câu hỏi của bạn cũng khá là hay đây ạ à. em có thấy nhiều phương pháp trị mụn nhanh chóng hơn như là biêu da này laser à, liệu da nhạy cảm có thể thực hiện được những phương pháp này hay không thì thật ra thì da nhạy cảm là một cái da nó rất nhạy đến những cái sự thay đổi của môi trường nó có thể có tình trạng kích ứng đó chúng ta thay đổi môi trường nước nè môi trường không khí nè và đặc biệt nó trở nên nhạy cảm nếu như chúng ta sử dụng những cái phương pháp điều trị nó qua mạnh tay ví dụ như là peel da là một những cái yếu tố gọi là gây chúng ta có thể xem như là một yếu tố gây kích ứng da đó laser cũng là một những cái khả năng gọi là những cái trị liệu năng lượng nó có khả năng làm thay đổi cái môi trường của làn da và cũng được xem như là một cái yếu tố gọi là gây ra khả năng kích ứng da do đó cái việc chúng ta là đang có một sở hữu một cái làn da nhạy cảm thì chúng ta có thể gọi là à, hạn chế bước hoặc là chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ phải khắc phục cái tình trạng da nhạy cảm đã yeah. rồi sau đó chúng ta mới có thể sử dụng những cái liệu trình điều trị như là biêu da hoặc là laser hoặc là trong những cái trường hợp gọi là cực kỳ cần thiết thì à, đối với những cái sự gọi là à, chỉ định của bác sĩ da liễu thì chúng ta có thể tiến hành sử dụng biêu da và laser trong cái trường hợp da chúng ta đang bị vượt tình trạng nhạy cảm vừa về tình trạng mụn và sau đó chúng ta sẽ tiến hành gọi là trị liệu và chăm sóc làn da thật là nhanh ừ. và phục hồi lại cái hàng rào bảo vệ da càng sớm càng tốt để mà ngăn cái việc gọi là hình thành nên cái tình trạng nhạy cảm, dạ. tình trạng kích ứng của làn da. Dạ vâng ạ. À. À, câu hỏi của vị khán giả vừa rồi cũng đã kết thúc phần hỏi đáp số 2 về ceramides. À, rất là cảm ơn câu hỏi của tất cả quý vị đã gửi về cho chương trình và cảm ơn bác sĩ Hưng đã có những giải đáp rất là tận tình và dễ hiểu đúng không ạ? À, Ngọc Nhi cũng xin phép được nhấn mạnh lại một lần nữa về một số điểm chính mà chúng ta cần ghi nhớ về hai thành phần nâng cao hiệu quả điều trị cho da mụn như sau. Thứ nhất đó là nên bổ sung các sản phẩm có thành phần kẽm hay là kẽm gluconat trong các sản phẩm trị mụn, bởi vì là chất này có vai trò tăng cường sự hấp thụ của thuốc trị mụn. À, một cái lưu ý thứ hai đó là bên cạnh cái việc chúng ta điều trị thì mình cần phải phòng thủ đó nha quý vị chúng ta cần phải chú ý đến cái thành phần ceramides nó có tác dụng là dưỡng ẩm lấp đầy cái vết nứt trên biểu bì da và củng cố hàng rào bảo vệ da để da của mình khỏe mạnh hơn khi đối diện với các chất trị mụn đồng thời thì nó sẽ làm giảm tổn thương cho da sau mụn Ngoài ra thì Ngọc Nhi còn muốn lưu ý thêm một điều nữa là đối với da mụn mà nhạy cảm thì quý vị hãy lựa chọn những cái sản phẩm chăm da được bác sĩ khuyên dùng. Và chúng ta nên ưu tiên những cái dòng dược mỹ phẩm với những cái công thức chuẩn khoa học dịu lành một cái từ khóa mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong series này và để giúp quý vị khán giả ghi nhớ kiến thức về kẽm gluconat và ceramide thì chúng ta sẽ cùng đến với các phần sau đây à, hai cái hợp chất trị mụn trong quá trình điều trị mụn làm sao để có thể đạt được hiệu quả cao hơn có thể là quý vị chưa biết thì bây giờ phần sau đây chúng ta sẽ đến với mini game dành tặng quà cho quý vị à, chỉ có một câu hỏi thôi nha à, rất hy vọng nhận được sự tương tác của quý vị để nhận phần thưởng từ nhà tài trợ Gaderma và mini game của chúng ta có câu hỏi như sau quý vị sẵn sàng chưa ạ à? à, ở cái mini game này thì ngọc nhi cũng phổ biến một xíu về cái cách để chúng ta tham gia mini game ha ai à, cũng có thể trả lời được thôi câu hỏi rất là dễ nếu như mà nãy giờ quý vị theo dõi kỹ cái phần chia sẻ của bác sĩ hưng và giải thưởng chính là một cái phần quà đến từ nhà tài trợ cho mỗi người thắng giải thì cách thức tham gia đó là ngọc nhi sẽ đọc câu hỏi các bạn chỉ cần comment trực tiếp trên livestream theo cú pháp sau đây hashtag chăm gia nhạy cảm chuẩn khoa học kèm theo đáp án À, ví dụ như đáp án B thì mình cứ comment là hashtag chăm gia nhạy cảm chuẩn khoa học khoảng cách B quý vị nhớ cú pháp này ha rồi bây giờ quý vị nhìn vào livestream đi ban tổ chức cũng đã ghiem cái cú pháp này rồi à, thì quý vị sẽ theo dõi để mình có thể trả lời đúng à, trả lời chính xác nè và đúng cú pháp nữa thì mới nhận được quà quý vị ha lại sẵn sàng chưa ạ à? <laughs> tổng cộng là mình sẽ có 10 phần quà trên cả hai fanpage, fanpage của bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage của Cetaphil Việt Nam. Như vậy là mỗi một fanpage thì mình sẽ dành tặng 5 phần quà cho năm vị khán giả tổng cộng là 10 ha. Rồi, câu hỏi như sau. Để nâng cao hiệu quả trị mụn, ta nên bổ sung ceramide và kẽm gluconate ở giai đoạn nào? Ngọc Nhi nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Để nâng cao hiệu quả trị mụn thì ta nên bổ sung ceramides và kẽm gluconate ở giai đoạn nào? Chúng ta có những đáp án sau đây. Đáp án A. Xuyên suốt quá trình trị mụn, càng sớm càng tốt. Đáp án B. Sau một thời gian điều trị, khi da đã quen với tác động của những chất hóa học. Ừ, bây giờ có hai đáp án như vậy a và b thôi quý vị hãy chọn ha ngọc Di đọc lại một lần nữa nha a đó là xuyên suốt quá trình trị bụng càng sớm càng tốt và b sau một thời gian điều trị khi da đã quen với tác động của những chất hóa học <laughs> à, bây giờ thời gian dành cho quý vị sẽ trả lời câu hỏi này đó sẽ là 2 phút xin mời quý vị ạ Vâng ạ, à, nãy giờ bác sĩ đã có nhắc qua cái điều này rồi Nên là Ngọc Nhi hy vọng rằng là quý vị nãy giờ mình có lắng nghe kỹ là trả lời được thôi rất dễ Cái này là mình chỉ có hai đáp án A, B Thì cái phần thắng là 50-50 luôn nha quý vị Việc <laughs> tùy thuộc vào bây giờ ai nhanh tay hơn là quý vị hãy comment càng sớm càng tốt nha Và chúng ta sẽ lựa chọn ra năm khán giả trả lời đúng chính xác nhanh nhất trên fanpage của Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh Còn lại năm phần quà nữa thì sẽ dành cho những khán giả đang theo dõi trực tiếp trên fanpage của Cetaphil Việt Nam Đó, Tổng cộng là 10 phần quà cho quý vị ha quý vị đã trả lời rất là nhiều rồi ạ à? bác sĩ có thể xem những câu trả lời đó ạ à? bác sĩ thấy là mọi người trả lời đúng nhiều không ạ à? đa phần là là quý vị khán giả của chúng ta đều trả lời rất là đúng yeah. chắc là cái nãy giờ các quý vị khán giả tập trung theo dõi cái chương trình rất là nhiều à. nên thành ra đa số thấy <laughs> chọn đáp án rất là đúng dạ yeah. câu trả lời đúng của quý vị là niềm an ủi cho chúng tôi <laughs> tức là nãy giờ bác sĩ Hân chia sẻ hay quá Nên mình theo dõi kỹ đúng không ạ <laughs> à? à như thấy đây có các bạn chọn đáp án a rất là nhiều chọn nhiều vậy biết có đúng không ta hay là có có thể là nhiều khi mình chọn theo người ta là mình sai hết luôn nha quý vị. Chị, chị. Đây. Ngọc Nhi nhắc lại câu hỏi một lần nữa nha. Để nâng cao hiệu quả trị mụn thì ta nên bổ sung ceramides và kẽm gluconate ở giai đoạn nào? Đáp án A đó là xuyên suốt quá trình trị mụn, càng sớm càng tốt. Đáp án B là sau một thời gian điều trị khi mà da đã quen với tác động của những chất hóa học. Chúng ta sắp hết thời gian rồi ạ quý vị. Hãy comment nhanh lên và nhớ đúng cú pháp giúp Ngọc Nhi nha đó là hashtag, chăm da nhạy cảm chuẩn khoa học. Khoảng cách đáp án A hoặc là B. Đó quý vị có thể theo dõi cái phần mà chúng tôi đã ghim ở trong livestream để mình làm cho cách thức nó đúng. Đây. Dạ, vâng ạ. và quý vị cũng lưu ý là vì chương trình của chúng ta được phát sóng đồng thời trên cả fanpage của Bệnh viện học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và cả fanpage Cetaphil Việt Nam nên là ban tổ chức sẽ chia 10 phần quà này ra cho công bằng nha. À, 5 phần quà trên fanpage của Bệnh viện học Y Dược và 5 phần quà dành cho các bạn khán giả theo dõi trực tiếp trên fanpage Cetaphil Việt Nam. Rồi, và thời gian công bố danh sách thắng cuộc trên Cetaphil Việt Nam đó là 7 ngày từ khi livestream ngày hôm nay kết thúc nên hãy theo dõi fanpage Cetaphil Việt Nam để mình không bỏ lỡ bất kỳ những cái kết quả hay là cả những cái buổi livestream tiếp theo quý vị nhé. Thưa quý vị, thời gian dành cho quý vị trả lời cũng đã hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bác sĩ Hưng công bố đáp án ạ. À. Thì như đã chia sẻ lúc ban đầu, thì ceramide nó có tác dụng là củng cố cái hàng rào bảo vệ da. Kẽm gluconate nó có khả năng kháng khuẩn nè kháng viêm dạ. và tăng hiệu quả của những cái thuốc đặc trị khác. Dạ. Thì vì thế chúng ta nên sử dụng ngay trong quá trình điều trị mụn để mà tối đa tác dụng của hai thành phần này. Do đó câu trả lời chính xác đến từ chương trình sẽ là câu A. Dạ, vâng à. xin được chúc mừng những quý vị khán giả nào mà chúng ta đã chọn đúng đáp án là A và để xem cú pháp có đúng hay không thì mình có phải là một trong 10 người may mắn thì quý vị hãy theo dõi trên fanpage của Cephil Việt Nam để mình xem kết quả là 7 ngày sau khi kết thúc livestream ngày hôm nay quý vị nhé. Và thưa quý vị, vậy là chương trình livestream chăm da mụn dịu lành chuẩn khoa học từ chuyên gia cũng đã đi đến hồi kết rồi và để chúng ta có một cái nhìn tổng thể về định nghĩa vai trò của hai hợp chất tốt cho quá trình trị mụn mà bác sĩ Hưng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đó là kẽm gluconat và ceramide thì Ngọc Nhi xin nhờ một lần nữa bác sĩ tóm lại kiến thức để chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay dành cho quý vị khán giả ạ. Thì mình sẽ tóm tắt lại những cái điểm sau đây. Thứ yeah. nhất là hôm nay chúng ta đã đi cùng nhau đi với những cái chủ đề là những cái hợp chất những cái phương pháp nâng cao hiệu quả chăm gia trị mụn dịu lành chuẩn khoa học thì đây là một cái thông tin y khoa hữu ích của những người đang trị trị mụn hoặc là những người mà điều trị mụn quá là nhiều mà vẫn không dứt điểm được thì xin tóm lại để mà nâng cao hiệu quả của việc chăm sóc da hoặc là điều trị mụn thì chúng ta nên sử dụng những sản phẩm có chứa thành phần kẽm gluconat yeah. hoặc là tăng cường những cái chất như là ceramide những cái hợp chất kẽm gluconat nó sẽ hỗ trợ điều trị da mụn đặc biệt là trong cái quá trình kháng khuẩn nè kháng phim và hạn chế mụn hoặc là những cái sưng mụn về lâu dài ceramide nó sẽ giúp nâng cao sức khỏe, giúp nâng cao sức đề kháng của da trong và sau quá trình điều trị mụn ngoài ra thì hoạt chất này nó cũng có thể làm ngăn ngừa cái việc là hình thành những loại sẹo do quá trình mụn trứng cá gây ra. Thì bên cạnh việc chúng ta sử dụng những sản phẩm đặc trị mụn thì chúng ta còn cần phải chú ý là giảm thiểu những cái tình trạng kích ứng da đến mức tối thiểu trong quá trình chúng ta điều trị mụn. Cụ thể bằng cách là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái sản phẩm có thành phần không có chứa những cái chất ví dụ như là xà phòng nè, dầu khoáng ừ. hoặc là paraben hoặc là triclosan. Yếu tố thứ hai là chúng ta phải loại bỏ dầu thừa làm dịu da và khôi phục hàng rào bảo vệ da tự nhiên của da với hai bước cơ bản là thứ nhất là chúng ta sẽ phải rửa mặt sạch sâu và dưỡng ẩm kỹ cùng với những sản phẩm được gọi là những bác sĩ gọi là khuyên dùng cho da mụn dạ vâng ạ à. xin được chân thành cảm ơn những giải đáp và những cái chia sẻ rất thiết thực ngày hôm nay của bác sĩ hưng ngọc nhi tin rằng là các buổi tư vấn này cũng đã giúp cho quý vị khán giả chúng ta hiểu rõ hơn về làn da nhạy cảm vì mụn, triệu chứng cũng như là cách chăm sóc da mụn dịu lành chuẩn khoa học từ chuyên gia và thưa quý vị đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi ạ à. một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ tạ quốc hưng đã dành thời gian đến với chương trình và thay mặt chương trình và quý vị khán giả kính chúc bác sĩ sẽ luôn dồi dào sức khỏe cũng như hy vọng là luôn nhận được sự yêu mến và hỗ trợ thông tin từ bác sĩ ạ à. Dạ, cảm ơn Ngọc Nhiên, Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả xem livestream ngày hôm nay. Dạ. À, vâng thưa quý vị, chuỗi chương trình tư vấn chăm gia nhạy cảm chuẩn khoa học với chủ đề ngày hôm nay chăm da mụn dịu lành chuẩn khoa học từ chuyên gia do trung tâm truyền thông bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh phối hợp cùng gadema việt nam thực hiện chương trình được phát sóng trực tiếp trên nền tảng trang fanpage youtube của bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh và fanpage cetaphil việt nam để biết thêm các thông tin hữu ích để chăm sóc sức khỏe và gia liễu thì quý vị có thể theo dõi hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện bao gồm kênh YouTube, Zalo, fanpage, website và app UMC Care và tất cả những cái đường link hệ thống kênh của bệnh viện này thì chúng tôi sẽ hiển thị bên dưới phần miêu tả quý vị hãy cùng theo dõi và đăng ký kênh nhé một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và gửi những câu hỏi về cho chương trình chúc quý vị thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.